Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay của tôi sẽ giới thiệu với các bạn về nồi chiên không dầu Philips HD9240. Đây là nồi chiên không dầu cỡ XL dành cho từ 4 đến 5 người ăn cũng được, và khối lượng tối đa nó có thể nấu một lần nó là 1200 là 1 cân 2, và công suất của nó rất lớn, đạt được cả 2100W. Giờ thì mình sẽ thử luôn chiên với các bạn. Ở đây là cái món khoai tây chiên. Ở bên này thì khoai tây chiên là đã được thái sẵn như này, mình chỉ cần mua siêu thị về và bỏ vào chiên và mình cũng không phải làm gì. Đây là gói khối lượng là 1 cân. Giờ thì mình sẽ chiên phần lớn. Ở nhà mình thì chỉ có 2 người ăn nên là mình sẽ chiên khoảng một nửa gói này. Thì để xem vào nồi chiên không dầu của Philips hoạt động như thế nào nhá. Thì đầu tiên là mình muốn giới thiệu các bạn là khi các bạn kéo cái nồi ra này, cái lòng nồi thì ngay ở phía bên dưới của cái nồi chiên Philips ấy, nó có cái khay để đỡ cái lòng nồi nó được kéo ra như này. Và bạn nhìn thấy là cái lòng của nó rất là rộng. Đấy. Và nồi thiết kế rất là đẹp nữa. Và nó cũng rất là dễ vệ sinh. Ở đây nó có cái phần mà bạn có thể nhấc lên. Đây chính là cái phần mà lưới là có thể để đồ ăn ở đây. Còn bên dưới đấy là nó tạo hình cánh quạt với cả hình gồ ghề để mà khi nóng có thể đi xuống bên dưới và làm chín thức ăn từ mặt dưới mà mình không cần phải lật. Đấy là cái tiện ích của nó. Và mình có thể nhấc cả hai cái ra để vệ sinh. Đây thì mình sẽ cho khoai tây vào đây. Chỗ này chỉ còn khoảng 2 lạng thôi. Coi như là mình đã chiên chỗ này là cũng phải đến 8 lạng khoai tây đấy, 8 lạng khoai tây mà nó nằm ở trong cái lòng cỡ như này thôi. Thì bạn thấy là cái lòng nó rất là lớn. Đây, các bạn bỏ vào. Sau đấy thì mình bật, bạn sẽ thấy tiếng tinh một cái. Đây là nhiệt độ 180 độ C. Còn đây là thời gian. Mình nghĩ chắc là mình phải chọn tầm độ khoảng 30 phút. Từ lúc đấy xem tình hình nào rồi mình sẽ lấy trước ra để cho nó đỡ cháy cũng được. Còn bây giờ là nhiệt độ, mình nghĩ mình sẽ để 200 độ C. Ok, và bây giờ thì mình chỉ cần bật. Đấy, là nồi sẽ tự hoạt động. Và giờ mình sẽ đi làm món khác rồi chút nữa. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả chiên khoai tây cùng với hút tô. Bây giờ là còn 14 phút, mình với các bạn sẽ kiểm tra xem là cái độ chín của khoai tây của mình như thế nào nhé. Và muốn dừng giữa chừng thì các bạn có thể bấm stop ở đây thì nồi sẽ dừng lại và các bạn kiểm tra. Bây giờ là vừa nãy mình 30 phút là mình coi như là 800g khoai tây thì mình chiên trong là đã được 16 phút. Đây, như các bạn thấy là khoai tây của mình đã tương đối là vàng và giòn rồi. Mình sẽ dừng sớm hơn cái thời gian dự kiến đặt ban đầu. Đây bạn nhìn thấy đây, nó rất là vàng giòn đều luôn, tất cả các ngóc ngách luôn đấy, chỗ nào cũng rất là vàng luôn, nhìn thấy không, nhìn hấp dẫn và rất là ngon. Đây, mình đã có một khoai tây chiên chỉ trong vòng có 15-16 phút là mình đã chiên gần này và mình không hề bị bắn mỡ này, không bị màu, không bị mùi da này, và cực kỳ là hạn chế dầu, mình không hề cho một miếng dầu nào vào đây. Các bạn nhìn thấy. Ở đây mình đang thực hiện món cánh gà chiên. Mình sẽ cùng với các bạn để xem về kết quả món cánh gà chiên của mình như nào nhé. Mình còn 2 phút nữa. Thời gian chiên 6 cái cánh gà của mình là mình chọn 15 phút. Thì chúng ta sẽ cùng đợi trong vòng 2 phút. Ok, bây giờ thì nồi đã xong và nó lại quay lại một chu kỳ mới. Giờ mình sẽ stop và mình kiểm tra lại cánh gà của mình. Dạ, rất là thơm. Wow, các bạn nhìn này. Cánh gà chiên rất là vàng đều. Mình sẽ lật thử cả hai mặt để xem nha. Nghe tiếng lép bép của nó. Đấy, cả hai mặt đều như nhau và mình không hề phải lật. Các bạn nhìn không? Da gà đang phồng hết cả lên.
Nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn, vàng đều, vàng ươm đấy. Oh, bây giờ thì mình sẽ thử cái món thịt nướng xem nó thế nào nhỉ. Và bây giờ thì thời gian còn lại 3 phút thì sẽ kiểm tra xem là món thịt của mình đã được chưa nhé. Đây các bạn xem, có thể nó sẽ được sớm hơn là dự kiến. Mình sẽ stop chương trình lại. Sau đó mình kiểm tra được. Đây các bạn xem, mình không cần phải lật hay là làm bất cứ việc gì. Giờ món thịt cổ của mình đã gần như được. Mình nghĩ là đã đủ thơm rồi. Chúc các bạn ăn ngon miệng nhé. Và là Goto vừa mới giới thiệu xong với bạn nồi chiên con dầu của Philip. Để đặt mua hàng hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn vào website goto.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Facebook Shop Goto hoặc theo số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem.